Các bạn ơi, đây là cơn mưa vàng nha. Cơn mưa vàng giải nhiệt cho tỉnh Bình Dương. Trong cái lúc mưa lớn như thế này, Bình Dương được giải khát như thế này, thì mình lại nhớ đến miền Tây. Các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như là Bến Tre, Tiền Giang, rồi Cà Mau đang chịu cái đợt hạn mặn rất là khốc liệt. Có thể nói đây là cái đợt hạn mặn lịch sử của miền Tây. Chưa bao giờ người dân miền Tây chịu cái đợt hạn mặn như thế. Nước mặn từ ngoài biển xâm thực vào trong đất liền 5 đến 70 km. Đó. Và nước ngọt ở đầu nguồn không chảy về được, khiến cho tình hình hạn mặn ở miền Tây càng trở nên khốc liệt. Và người dân thì không có nước để tưới cây. Hàng chục hecta lúa và hoa màu của người dân bị chết khát. Đó. Các cái thửa ruộng khô hạn đã lâu ngày, những dòng sông cạn kiệt, trơ đáy và nứt nẻ. Đó. Còn người dân thì không có nước uống, không có nước sinh hoạt. Trong cái thời gian vừa qua thì rất là nhiều các cái đơn vị, các cái mạnh thường quân đã cùng với đồng bào người dân miền Tây chống lại đợt hạn mặn đó bằng cách là người dân đưa nước ngọt từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Bình Dương và lắp đặt thêm các cái máy lọc nước mặn thành nước ngọt để cùng cứu trợ người dân ở miền Tây. Nhưng mình biết rằng đó là sự cố gắng của cả chính quyền địa phương và cả những cái mạnh thường quân, nhưng mà rất khó có thể là đáp ứng được cái nhu cầu về nước. Chỉ có thể có những cái cơn mưa lớn như thế này thì mới giải khát, mới giải mặn được cho miền Tây. Thật sự trong lúc này Bình Dương đang mưa lớn như lúc này, mình rất mong là miền Tây cũng được những cái cơn mưa, cũng được những cái cơn mưa để giải khát. Vừa rồi thì kênh Độc Đáo Điểm Việt Nam đã giới thiệu với các bạn một cái nhân vật, đó là ông Huỳnh Huy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương, người đã chi hàng chục tỷ đồng và để mà lắp cái máy lọc nước mặn thành nước ngọt. Và cái điều đặc biệt là chính ông Dũng là vôi cùng với lại các cái cộng sự của mình đã tự lên phương án và tự tìm máy móc và lắp đặt trong suốt cả một tuần để làm sao cho thật mau chóng, thật khẩn cấp có được nước để mà phục vụ người dân. Và ông Dũng là vôi bảo là đó chỉ là giải pháp tình thế thôi, cái căn cốt đó vẫn là làm sao phải có cái nguồn nước ngọt từ trên thượng nguồn đổ về chảy về đồng bằng sông Cửu Long, và phải có những cơn mưa lớn để kịp thời dập tắt cái nguồn nước, đẩy cái nguồn nước mặn ra ngoài biển, không để xâm thực vào trong đất liền, để người dân có nước uống và người dân có nước để mà tưới cây phục vụ sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long trong lúc này. Thực sự thì Việt Nam năm nay đã phải chịu hai cái vấn đề nóng kép, đó là dịch bệnh và hạn hán. Đó, người dân cùng lúc vừa gồng mình lên để chống dịch bệnh, vừa gồng mình lên để chống hạn mặn. Đó là sự vất vả, và rất mong là miền Tây sẽ có được những cơn mưa như thế này, quý hơn vàng các bạn ạ, quý hơn vàng. Những giọt nước từ trên trời đổ xuống quý hơn vàng các bạn ạ. Sẽ giải khát được cho đồng ruộng khô nứt nẻ, sẽ giải khát được cho người dân. Đó. Và mình đã nghe thấy những tiếng sét. Tiếng sét như thế này thì mình nghĩ là cơn mưa sẽ còn tiếp diễn chắc khoảng 10 đến 15 phút nữa thôi. Hôm nay thì cơn mưa đã kéo dài được khoảng 30 phút rồi. Rất khoái các bạn ạ. Nước này đã lắm. Nước này. Mình sẽ kết thúc cái video này và mình sẽ chèn vô một cái phần phỏng vấn đại gia Dũng Lò Vôi về cái việc mà đưa cái máy lọc nước mặn thành nước ngọt xuống để mà hỗ trợ người dân. Thưa các bạn, là ngoài ông Huỳnh Uy Dũng còn rất là nhiều người khác, mạnh thường quân khác nữa. Ở Bình Dương thì mình được biết còn có một chị là chị tên là chị Dương, vừa rồi tặng miễn 2 tháng phòng trọ như nhiều người, thì chị Dương cũng cùng với nhiều cái bạn của mình cũng hỗ trợ miền Tây trong cái việc mà tặng can để chứa nước và tặng cái bình nước uống cho người dân. Có thể nói đây là cơn mưa vàng các bạn nha. Rất là hiếm cái cơn mưa như thế này.
cơn mưa vàng giải khát cho Bình Dương. Những ngày qua thì Bình Dương cũng rất là nắng nóng, và những cái nhiều cái nơi là cây cối là khô cháy luôn. Cơn mưa này thì sẽ giải khát cho Bình Dương, và đêm nay thì rất là nhiều người sẽ ngủ ngon hơn vì thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Chúc mừng các bạn Bình Dương, hy vọng là các bạn ở miền Tây cũng sẽ có được những cơn mưa vàng như thế này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.